ai nửa đêm nửa hôm tự dưng bày trò đi làm caramel như mình thế này không, mà đã thế lại làm còn fail nữa chứ, thế thì ai mà độ nổi. Thì mình thấy cái chị xinh gái này này làm cái caramel ngon quá nên mình cũng bắt chước làm theo, cho một ít đường một ít nước vào đun lên mà không thèm ngoáy. Ý lộn, không được ngoáy, bởi vì ngoáy là sẽ bị lại đường đấy. Tới đây màu nó vậy là có thể tắt bếp được rồi, nhưng giá mà tôi đã nhận ra điều đó sớm hơn, tôi lại để cho nó đen xì. Đã thế lại còn rất tự tin đổ vào khuôn rồi trắng trắng như xịn, mặc dù là tí nữa hấp kiểu gì nó cũng dàn ra đều hết. Tiếp theo tới phần trứng sữa thì đầu tiên chúng ta phải bắc một cái nồi hoặc cái chảo lên, cho vào 180ml sữa và 2 muỗng đường. Thấy chị bảo đường không tan cũng là một trong những nguyên nhân làm cho bánh dỗ đó. Các bác biết vì sao trước giờ mình không làm bánh caramel ở trên kênh không? Đấy là bởi vì mình tiếc trứng cứ phải tách ra lòng trắng lòng đỏ hoài mà mỗi lần 5-7 quả lận. Cho tới đêm nay thì tôi đã thấy cái công thức có thể dùng được cả lòng đỏ và cả lòng trắng. Thấy bảo là trứng phải khuấy nhẹ nhàng và theo một chiều thôi. Lọc đi cho bớt cái lòng trắng lợn cợn rồi mình đổ cái phần sữa tươi đã để nguội hồi nãy vào. Đổ không được nhẹ nhàng lắm, thành ra lại có mấy cái bọt khí ở bên trên rồi, phải vớt đi. Vớt bằng sạch, tới khi không thấy bóng một cái bọt khí nào thì bắt đầu mới cho em nó lên thớt. Ấy, khi cái phần kẹo đắng à đường thắng của tôi nó đã đông cứng lại rồi thì đổ hỗn hợp trứng sữa vào cực kỳ dễ dàng. Rồi theo như hướng dẫn thì sẽ cho vào hấp cách thủy ở lửa nhỏ nhất trong vòng 20 phút. Sau 20 phút và đây là kết quả cực kỳ ối giời ôi, thế là tôi lại phải cho vào nồi hấp tiếp. Và sau 30 phút vẫn một từ thôi, chê, trời ơi má ơi, phải đến tận 50 phút sau thì nó mới ra hình ra dạng. Nhìn sương sương cái màu là pít thấy nó giống cái món thịt kho của mẹ tôi rồi. Nó ngon được vậy thì đã đành, nhưng đây không, nó còn đắng nữa cơ ạ. Tổng kết lại 2 điểm cho hình thức, 7 điểm cho phần trứng sữa vì ăn nó cũng béo béo ngậy ngậy, tôi thấy nó cũng giống ngoài hàng, mà còn âm điểm cho phần caramel ở dưới nha. Mặc dù mình biết mình và đồ ngọt không có duyên, 90% những lần làm đồ ngọt kiểu bánh trái như này thì đều fail cả, nhưng mà không sao, bỏ cuộc ngay ở lần đầu tiên thì không bao giờ là phong cách của mình. Bởi vậy kể cả là 1:30 đêm thì mình vẫn quyết chí không sờn làm lại lần hai, mà tìm mọi ngóc ngách ở trong nhà để tìm cho giống một cái hộp nhựa cho giống người ta. Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông mà không ai biết rồi vẫn ngu 2 lần cả. Bởi vậy cho nên là mình đã cố gắng rút kinh nghiệm từ cái phần thắng đường này cho đến cái phần đổ sữa. Nói vậy thôi chứ thỉnh thoảng em vẫn khôn đột xuất ngu bất thình lình các bác ạ. Có vẻ như lần này vì không lười nên là tôi đã đổ sữa đúng cách, cái hỗn hợp của tôi màu nó đều hơn hẳn. Sau tất cả các bước kiểu khuấy đều một chiều, khuấy nhẹ nhàng cho nó ít nổi bọt khí nhất thì vẫn là chuyên mục vớt bọt khí và mang đi hấp tiếp. Và nói thật với mọi người là dù lần này mình có hấp bằng hộp nhựa rồi, mình có lau nắp vung nồi các thứ rồi thì mình vẫn phải hấp tận 40 phút lận chứ không thể là 20 phút. Giữa đêm khuya thanh vắng mình không còn tâm trí đâu để suy nghĩ rằng tại sao em nó lại xấu gái đến vậy. Cho tới tận giờ này khi đang thu cái clip này rồi thì mình bắt đầu mới phát hiện ra là có vẻ như mình đã đổ hơi sớm, mình chưa để nó nguội thì mình đã ụp ra rồi. Bỏ qua cái phần vẻ ngoài ra thì vị ăn rất là thơm, béo, ngậy. Độ ngọt làm theo công thức cũng rất là vừa phải, không bị ngọt gắt quá. Liệu rằng ngoài những cái lỗi mà mình đã nêu ở trên ra thì mình còn mắc phải lỗi gì nữa không thì mọi người hãy góp ý cho mình với để cái món này nó thành công nhé. Thêm một điều nữa là cái bánh này ở nhiều nơi người ta sẽ gọi là bánh flan ấy, còn ở chỗ mình thì gọi quen là caramel rồi nên mọi người thông cảm giúp mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, hãy giúp em chinh phục lại cái món này nhá.